Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto Thủ Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn một vòng cầu 2 khối có cái mã hiệu là CS320DRT8. Đây là cái một vòng cầu cầu một khối kết hợp với cái nắp nhựa là loại nắp mỏng ha. Cái này sẽ có 3 bộ phận khác nhau khi chúng ta nhận hàng. Thì cái này kết nước của nó sẽ có cái mã hiệu là S320DR. Còn cái thân cầu là C320D. Ồ, tôi xin lỗi, C320R, còn cái nước là S320D. Còn cái nắp là TC600VS ha. Thì cái mẫu vùng cầu này á, thì là cái vùng cầu dòng 2 khối giá rẻ. Và của nó thì thường cái thân giữa nó không có đầy đặn lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan qua, thì chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết thêm cái bộ vùng cầu này ha. Thì cái vùng cầu này có chiều dài là 695, bề ngang là 380, chiều cao từ sàn lên kết nước là 765mm. Vùng cầu này là có tâm thoát chuẩn chuẩn là 305 ha. Thì đi theo cái vùng cầu này chúng ta sẽ có đầy đủ như là van gốc, rồi dây cấp nước ha. Cái này sẽ có cái con thọ, nhưng mà nó sẽ không có cái bít nối sàn. Nó có nghĩa là nó sẽ không có cái gioăng cao su, có nghĩa là cao su non nha bạn. Thì cái một vùng cầu này chúng ta lắp đặt chúng ta phải kỹ hơn để chúng ta tránh bị mùi. Thì cái vùng cầu này á, là nó là loại bồn cầu có thân dài ha, thân dài. Thì cái bồn cầu này là sử dụng hai nút nhấn là 4,8 lít và 3 lít ha, 4,8 lít và 3 lít. Cái lượng nước trong đây chúng ta có thể điều chỉnh một tí xíu cũng vẫn được ha, không vấn đề gì hết. Còn cái nắp này là cái nắp mộc ha, nắp mộc. Đó, nắp mộc. Cái bồn cầu này thì là bồn cầu có chế độ xả thẳng. Có nghĩa là nó sẽ có các đường xả nước ở trong viền, đây xung quanh cái viền này. Có nghĩa nó sẽ đi thẳng xuống ha, nó sẽ đi xả thẳng xuống, có nghĩa các đường nước của nó sẽ theo hình thẳng ha và không bị xoáy. Và cái lòng bồn cầu thì thằng này nó tương đối sâu ha. Thì nhiều người khách hàng cũng thích nó sâu, nhìn nó rộng ha. Và cái này thì nó có nhược điểm, có các lỗ ở đây thì chúng ta về vệ sinh nhiều lúc nó sẽ khó khăn hơn vì rất là nhiều lỗ cấp nước ở xung quanh cái này ha. Ngoài ra thì cái nắp này thì nó sẽ có một cái lợi thế, chúng ta sẽ ấn. Ví dụ như cái nắp này chúng ta ấn lên đây, chúng ta sẽ tháo lên ha, rất là dễ dàng. Chúng ta có thể dễ dàng chúng ta vệ sinh trong đây. Xong ha, xong thì chúng ta có thể lắp vô nắp bình thường nha. Đó. Thì đối với những cái nắp nhựa khác thì nó không làm được cái này. Còn cái nắp này làm được. Và cái nắp này nó tương đối mỏng và đều rơi êm nha bạn ha, đều rơi êm. Đó, đều rơi êm. Đó. Ha. Thì cái mẫu vùng cầu này hiện tại đang được trưng bày ở showroom Toto Thủ Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.